Xin chào tất cả các bạn, đây là một tín hiệu rất là mừng. Có nghĩa là sau một những cái mà đi kiểm tra lại những cái nơi mà mình thấy rác hay vứt bừa bãi, khi mà chính quyền mà mắt nhắm mắt mở tạo điều kiện cho những người khó khăn để kinh doanh ở vỉa hè được. Đặc biệt đây là cái trung tâm gì các bạn biết không? Đây này, đây là Cung Điền Kinh Hà Nội. Đấy, thì các bạn biết là Cung Kinh Hà Nội hiện tại bây giờ là nơi có thể thuê để tổ chức rất nhiều các sự kiện lớn, trong đó có những sự kiện là liên quan đến trường học, sự kiện thể thao. Thì khi mà có sự kiện ấy, thì các bạn biết rằng là ở cổng này này, ngay đầu cổng này, có những người bán nước, bán chả đá, bán gì, bán mì đá, thì các bạn biết rằng đây, từ đầu ấy mà khi mà mình chưa quay thì các bạn thấy rằng là các anh chị xong việc là cứ vứt bố đấy, chả cần quan tâm gì cả. Đấy, cứ vứt ầm ĩ ở đây luôn, bẩn hết. Thì bạn đấy vừa nhìn sạch bong ạ. Có nghĩa là đợt trước vừa có tổ chức sự kiện xong đấy. Đấy, đấy là cái mừng. Bạn biết là mừng gì không? Có thể chẳng phải vì cái video của mình đâu, nhưng mà mình thấy rằng là các anh chị, bản thân mình có những hôm có thể ABC này, nhưng mà cũng có thể gì đấy, thì các anh chị cũng thay đổi cái tư duy. Đấy, cũng còn vứt, tuy nó vẫn còn tí tẹo nhưng được. Đây, trứng thì vẫn còn đấy, nhưng mà thôi, thế là đẹp rồi, đúng không? Đấy, cái hay nhất là thế, có nghĩa là mình sướng lắm các bạn. Tại vì các bạn nhớ rằng là nhiều lúc thì mọi người cứ bảo rằng là luật thì cấm kinh doanh vỉa hè, đúng không? Mà chưa ra luật để làm sao để mà thuê vỉa hè làm, nhưng mà đúng là trong xã hội chúng ta bây giờ nhà nước không thể no đủ được. Mình khẳng định có vị là không thể no được, no thế nào được hết. Bây giờ mình là nước đang phát triển, mình đang thời kỳ quá độ, nhiều chuyện phải làm. Thì bây giờ mỗi người dân có ý thức liên quan đến sạch sạch đẹp. Hôm nay mình kể chuyện các bạn liên quan đến câu chuyện nước ngoài thực ra ấy, nó là do luật hết. Đấy, con người, mỗi người sống trong nước họ là bị luật pháp chế tài. Có những cái thứ nhỏ nhất cũng là luật. Nhiều người cứ bảo là Tây lịch sự là nguyên nhân là họ không làm ồn như này đó. Các bạn không phải đâu. Chính là Tây, nếu mà nói chính xác nhá, Tây nó còn là một trong những cái những người Dương Béo khẳng định với quý vị rằng là họ bản năng còn hơn chúng ta. Người châu Á chúng ta còn giữ kẽ nhá, nhưng người Tây họ sống tự do, nhưng mà do luật pháp họ chế tài. Ví dụ đại khái bây giờ mình có con gà ngon, mình ở tầng trên chẳng hạn, hay là ở chung cư đi, hay là ở nhà tầng. Thì ví dụ mình mà chặt con gà thì thường người Việt Nam mình thì ở trên cái bàn chặt, thì do điều kiện kinh tế chúng ta không có, mà chúng ta không quen chẳng hạn, đi sang Tây thế là nhìn cái bàn chặt nó là cái bàn đá ấy. Tây thì thường là mua về là thái hết rồi, hoặc là ra siêu thị là mua những cái người ta làm sẵn cho hết rồi, về chỉ việc làm theo món thôi. Nghĩa là họ đã cắt thịt hay họ làm thịt bán sẵn cho chúng ta theo từng món luôn rồi, và về chỉ việc làm, không phải thái chặt nữa. Thịt gà thì cũng có thể là cả con vẫn có, về vẫn phải, nhưng họ dùng kéo cắt. Cái kéo cắt, cái kéo họ mua họ cắt ấy, cắt thịt gà ấy, mà ở Việt Nam được bán rồi ấy. Thì mình thì khác, mình luộc cả con gà. Tây thì không có cái món luộc. Tây quay cả con gà xong họ dùng họ cắt, hoặc là để con gà ra giữa đĩa ấy. Nếu mà gà Tây chẳng hạn, mùa Noel chẳng hạn, họ làm gà Tây to lắm, gà Tây thì thường họ to. Thế là họ làm gà Tây. Họ làm gà Tây xong thì họ chín rồi thì họ chỉ lấy dĩa mang ra cả bản này dĩa, là họ là lấy thịt ra, rồi họ ăn xương. Và xương đối với họ thì họ không linh, dùng nước nhiều, họ không dùng nước nhiều đâu. Xốp sủng họ cũng dùng theo cách của họ làm. Đấy, thì mình thì lại luộc con gà. Luộc gà thì các bạn biết rồi, hoặc là kể cả mình quay con gà lên thì mình lại chặt. Chặt con gà thì quý vị biết rồi, chặt chỉ có tiếng động. Thế nhưng mà người Việt Nam mình không biết, những người ngày đầu tiên sang nước ngoài chặt gà phát thì nó ẩm xuống dưới. Đầu tiên nó nhắc nhở. Nếu mà ở nhà nào khó nó gọi thẳng police luôn. Thế là police nhắc nhở mình, lần thứ ba là mình sẽ bị phạt. Cái đấy là gì? Đấy là chế tài các bạn. Đấy, thì họ bị chế tài, tất cả luật pháp chế tài họ. Tất cả các luật đều chế tài con người. Nhiều người cứ bảo là Tây họ không bừa bãi. Thật sự họ cũng cái ý thức tự giác của họ, thì mình nói thật với các bạn rằng là cao có, nhưng mà không phải tự nhiên họ có đâu. Cái thời kỳ tiền sử như quá độ giống như chúng ta thôi, họ cũng lung tung lắm. Nhưng mà rồi thì do bị chế tài, rồi phạt, có thể là phạt tiền, có thể là phạt đi tù, phạt chịu trách nhiệm hình sự vân vân, hay là lăng nhăng nhít đấy, đều là phản cả, đều có luật chế tài. Có thể luật khu vực, luật bang, hoặc là luật ở trong khu phố, nó có nhiều luật đấy. Bạn ở đâu thì bạn kiểu như ở Việt Nam mình có câu đấy, có nghĩa là mình nhập gia tùy tục thì Tây cũng thế thôi. Thì sau nhiều năm thì con người ta
hết thế hệ này, thế hệ khác, con người ta nó trở thành tự giác vì họ sẽ mất tiền, họ sẽ bị phạt. Thì mình thế thôi. Thế nhưng Việt Nam mình thì bây giờ đang đất nước đang phát triển này, đất nước của chúng ta đang từng quá độ. Nói chung là những cái thứ khác nó vẫn còn là yếu, nó vẫn còn là thứ yếu. Còn lại cơm áo gạo tiền vẫn là cái thứ quan trọng nhất. Đấy, thì đôi khi là những người kinh doanh họ ABC thôi. Thì mình nói thật các bạn rất là chán. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta bây giờ bỏ tí gọi là thời gian, bỏ tí công sức, chúng ta suy nghĩ về cái xã hội, hay là suy nghĩ một cái môi trường xanh sạch đẹp ấy, thì mình nghĩ rằng rất là tốt. Nhiều người cứ bảo rằng là cái bọn Tây bây giờ nó nghèo, chả nghèo đâu các bạn, bây giờ nó sướng ấy. Hoặc là những cái gì nó phát triển, không còn cái gì để nó phát triển nữa các bạn ạ. Thì bây giờ nó, cuộc sống của những người nước ngoài bây giờ, đặc biệt những nước giàu có trên thế giới, top 10 chẳng hạn, bây giờ họ theo cái cách nói chuyện hài hước của mình là giải cứu thế giới. Thế bây giờ họ cứ đi hay đi biểu tình chẳng hạn, biểu tình thực ra là họ chẳng còn việc gì làm nữa các bạn, sướng quá rồi. Thì họ nào là biểu tình cho những nước khác liên quan đến môi trường, liên quan đến ABCD các bạn. Các bạn có biết rằng đôi khi họ còn buồn thay cho người dân Việt Nam chúng ta, hay nước đang phát triển chẳng hạn, hay là những công xưởng làm thuê ở thế giới chẳng hạn, mà chính những công ty của nước họ đang sang Việt Nam của chúng ta, sang Trung Quốc hay sang Ấn Độ hay sang những nước khác đó, để mà lập nhà máy chẳng hạn. Khi họ nhìn cái mức lương khoảng dưới một đô hay một ơ hay một bảng Anh chẳng hạn, thế họ thấy nghèo nàn quá, hay là hai chẳng hạn, rất là buồn. Họ lại đi biểu tình đấu tranh cho chúng ta, biểu tình chính những công ty đó. Thì chúng ta nhìn lại bảo rằng là biểu tình thì không tốt, nhưng mà cái biểu tình bản chất là rất tốt. Nhưng mà biểu tình tại sao như nào phải tốt? Thứ nhất là ở bên đó họ có luật pháp, các bạn phải xin phép cái khu phố đó, xin phép một cái cơ quan có trách nhiệm ở đó các bạn mới được biểu tình nhá, chứ không phải là các bạn tự xuống đường đâu. Đấy, thì đấy là cái điều nó luật biểu tình mà. Thì quý vị đừng nghĩ rằng họ cứ thích nó tự do là tự do đâu, họ đều có luật pháp chế tài ấy. Nhưng có những người nó lợi dụng cái điều đó, những kẻ gian, những kẻ không tốt nó lợi dụng cái tình hình bất ổn đó, thế là họ lại làm loạn. Ví dụ như ở Pháp ấy, mình thấy họ biểu tình thì các quý vị úi trời Pháp thế này nọ, nhưng không phải đâu, là những cái kẻ nó lợi dụng, có thể một nước thứ ba đến, cái nước hiện tại đang bất ổn, dân họ bắt đầu sang đến nhập cư ấy, chính sách nhập cư cho những hay tị nạn ấy. Thì những người đấy họ lười lắm. Nhiều người nói chuyện với mình, kể cả ngày xưa bên kia mình cũng biết, họ cứ nghĩ rằng là được sang đây là chỉ ăn mới chơi, còn đất nước này là phải lo cho họ. Họ chả buồn đi học được tiền mà chả buồn đi học, hoặc là họ đến trường chỉ lấy tiền. Cái khá là thế đó, chứ mà họ tỷ lệ mà họ có cái ý thức tự giác họ thấp. Thế thành ra là xong khi có biểu tình phát họ chán đời, chả biểu tình là họ lại đi lập phá. Hoặc là những cái thành phần lười làm cho xã hội ấy, thì đó là một cái sự thực mà mình muốn nói cho các bạn. Chứ các bạn đừng nhìn một cái đó diễn ra trong tổng thể đó quý vị đánh giá chung, nhưng mà ở đâu thì phải phụ thuộc luật pháp lúc đó. Như Việt Nam chẳng hạn, không có luật biểu tình thì thưa quý vị cấm được đi biểu tình, cấm tụ tập, cấm lập hội lăng nhăng lít nhít. Tại vì luật pháp sẽ bảo vệ, đầu tiên là bảo vệ người dân đấy, sau đấy bảo vệ trật tự xã hội hay bảo vệ chế độ. Thì ở đâu thì mình phải tôn trọng luật pháp lúc đó. Đừng có lấy luật pháp của nước này xong lại sang luật pháp nước kia. Khi mà luật pháp của Việt Nam của chúng ta đang này thì chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ. Và chúng ta không được trách, tại vì những nhà làm luật họ biết là lúc nào là mở, lúc nào không mở. Đấy, Việt Nam chúng ta đấy, nhiều người cứ bảo rằng là sau 1975 thì tại sao là nền kinh tế nó phải là bao cấp, mọi người có sai lầm. Đối với dương nghĩ chẳng có gì sai lầm cả. Tại vì khi đó là chúng ta phải biết là chúng ta phải chiến tranh biên giới Tây Nam này, chúng ta nhiều thứ lắm. Nói chung là biên giới phía Bắc nói chung vẫn còn bất ổn lắm. Và những cái thành phần tàn dư của chế độ cũ ấy, nó còn nguy quyền quân ấy, nó còn chống phá, nó còn nổi loạn. Nếu mà chúng ta mà để cho kinh tế phát triển xong bắt đầu tiền nó có những thành phần nó không đồng ý với chính quyền, bắt đầu nó lại ủng hộ những cái thành phần đó thì có phải chết. Đầu tiên là phải triệt tiêu về tiền ấy, triệt tiêu tài trợ, làm sao là không có tiền để mua vũ khí, không có tiền để nuôi quân. Đấy, thì càng ít càng tốt đúng không? Kẻ địch càng yếu thì chúng ta càng mạnh, thì chúng ta phải diệt vào đấy đã. Sau đấy là ngoại bang, ví dụ như Bôn Bốt này, sau đấy là ABC, sau đấy là đủ các loại thành phần, các lượng khác nó chống lại Việt Nam chúng ta, những cái tàn dư đó. Cho nên chúng ta phải như vậy, để làm sao để khi chúng ta phải thật sự về an ninh của đất nước, đấy, nó phải ổn định, ví dụ an ninh biên giới này, an ninh ABC trong nước, thì đúng rồi chúng ta phát triển kinh tế chứ. Đấy, chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ rằng là nào phải một đất nước nó khác, chúng ta cứ nghĩ 15, đối với một đất nước nó ít, đối với cả con người nó còn ít, chưa nói đến cả đất nước.
Cho nên tất cả mọi thứ, kể cả bây giờ thế thôi, mình khẳng định là Việt Nam có thể cho biểu tình được, nhưng mà vấn đề biểu tình lại bao nhiêu cái thành phần chống đối. Đất nước ta đang đứt thời kỳ đang là thời kỳ đang phát triển, thời kỳ chúng ta đang quá độ, thì cái mức chênh lệch giàu nghèo nó còn lớn, cho nên thành phần bất mãn nó còn nhiều. Những cái người ta chưa hiểu biết, những người ta chưa thật sự hiểu biết về chính trị, về kinh tế, về đủ các thứ ấy, thì họ hay bị kích động. Thì nếu mà như vậy thì rất dễ là mất tình hình an ninh trật tự của đất nước. Mà mất tình hình an ninh trật tự thì chắc chắn là chúng ta không thể nào phát triển kinh tế được. Thì đó là những cái mà mình nói với các bạn thôi. Mà ý thức thế thôi, ý thức chúng ta từ từ. Chính vì thế bọn Dương Việt Nam Clean Up vẫn cứ hàng ngày cố gắng, mặc dù cũng chẳng biết rằng là đến ngày nào thì sẽ có những người ủng hộ mình thật sự đâu. Nhưng mà ít nhất một người xem thì đã là một người hiểu được cái việc làm của mình, hay là ít nhất là mang đến được cái gì, là cái gọi là suy nghĩ tích cực về môi trường, hay là về cái tính tự giác cho mỗi cá thể, đặc biệt là giới trẻ. Tôi vẫn nói rồi thôi, thì thay đổi cái tư duy người lớn nó khó lắm, đặc biệt là vẫn còn cơm áo gạo tiền. Thế nhưng mà tư duy trẻ đang sống sung sướng hơn, trong môi trường tốt hơn, internet này là họ tiếp cận nhiều những cái luồng thông tin có ích, thì chắc chắn họ sẽ có những cái cách hành động khác. Và đó là cái điều mình mong muốn, có thể là một vài tháng, một vài năm hay là 10 năm, cái đấy cũng là không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta cùng nhau ủng hộ. Nếu mà ai mà vào kênh của bọn Dương mà thấy nó hợp với cả suy nghĩ của mình, thấy cái việc này làm cũng có ích, có lợi, thì like, share, ủng hộ mình đấy chẳng hạn đấy. Nói chung đấy là những cái nguồn động viên rất tích cực, hoặc là đăng ký kênh đấy. Đó là điều mình rất mong muốn. Thôi, xin chào và hẹn lại quý vị trong những bài tiếp theo nhé. Đây là buổi tối mình đi, trong 3 ngày cuối tuần vừa rồi mình cố gắng mình đi để xem những cái gì bọn mình đã làm được, cái gì còn chưa làm được, và đặc biệt là những thứ mà sau khi làm xong thì những cái thói quen ở nơi đó nó như thế nào. Giống cái cầu giấy đấy, các bạn thấy cái video ngày hôm qua đấy chẳng hạn đấy, 2 lần làm lại rồi, lần thứ 3 là vẫn thế. Thì thôi, tóm lại là cố gắng là buồn thôi, nhưng mà đấy, cái tích cực là đến đấy, nhìn góc này tích cực, có thể ngày mai lại thấy không tích cực, nhưng thôi cứ tích cực là khen đã. Thế rồi đến một lúc nào đó chúng ta lại thấy tiếc. Đấy, xin chào và lại quý vị nhá, hẹn gặp lại.